càng
cháu lên đường, chú có cái gì gửi lời thăm qua cô đó không? Trước khi hai cháu lên đường, tôi có gửi lời thăm cô Chín và mấy cháu. Anh vui mấy cháu được bình an vô sự. Mang cũng hơi vất vả và sức khỏe cũng bình thường. Còn về thăm bơi hương, thăm gia đình, thăm anh chị em trong gia đình. Và anh có dịp nào về thăm quê hương thì nhớ thăm cậu mợ. Về thăm cậu mợ. Gia đình anh chị em bên này làm ăn cũng hơi vất vả và mấy cháu về thăm gia đình cũng vui vẻ và tổ chức liên hoan, các anh chị em trong gia đình cũng vui vẻ. Trước khi Dũng về Việt Nam, Dũng cũng giúp đỡ cho cậu mợ xây nhà tắm nền giếng, giếng sân và giúp gia đình cũng đầy đủ. Trong bữa tiệc liên hoan này tổ chức cũng vui vẻ trong gia đình. Trước khi hai cháu lên đường, tôi có gửi lời thăm cô Chín và má ông Bụng làm ăn thật là vui, nhiều tiền và chúc khỏe nhiều. Và chúc mấy cháu học tới nơi tới chốn. Nghe. 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 Nghe nói. Giang anh cùng thiền hướng anh vẫn tìm.